Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Đệ tử xin dâng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin dâng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin dâng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, chư thể viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương linh dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm? Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực Tam Bảo, tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa với quý vị là hôm nay chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, và có một số vị thì đạt được rất nhiều sự lợi lạc. Tuy nhiên thì cũng có một số vị cho tới bây giờ vẫn buồn ngủ muốn chết. Thì xin thưa đó, trong kinh khi mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Mục Kiền Liên về đối trị với cơn hôn trầm á, thì nó bao gồm là ngồi thiền thì mở mắt ra nhìn về phía của ánh sáng. Cho nên đôi khi chúng ta hành thiền mà hôn trầm, chúng ta hãy mở mắt ra. Đó là lý do mà ở trong thiền đường thì sư mở hết đèn lên, không có tắt, để giúp cho chúng ta đối trị với cơn hôn trầm. Còn với vị nào mà ngồi thiền vẫn muốn ngồi thiền, tức là chúng ta không muốn đi thiền, muốn ngồi thiền hơn mà vẫn hôn trầm á, thì chúng ta hoàn toàn có thể xách bồ đoàn ra ngoài chỗ sáng mà chúng ta ngồi, thậm chí ngồi ngoài chỗ nắng mà chúng ta ngồi. Khi chúng ta ngồi ngoài chỗ nắng như vậy, chúng ta có thể sẽ cảm thọ sự nóng. Điều này được nhắc đến trong chú giải Trung Bộ Kinh, bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, có nhắc đến một vị trưởng lão. Khi mà vị ấy hành thiền dưới trời nắng như đổ lửa, thì vị ấy cảm thọ sự nóng khốc liệt. Lúc bấy giờ vị ấy quán tưởng rằng cái nóng mà ta phải chịu như thế này không là gì so với cái nóng ở dưới địa ngục. Cho nên ta hãy nỗ lực tập trung tinh tấn để thực hành thiền. Cho nên khi mà chúng ta quyết định thực hành thêm một bước, nó tinh tấn hơn nữa, nó cao hơn nữa, thì chúng ta có thể ra ngoài nắng ngồi để đối trị với sự giải đãi cơn hôn trầm. Và khi chúng ta ngồi ngoài nắng thì chúng ta sẽ có cảm thọ khốc liệt do ánh nắng nó chiếu vào. Và ngồi đó đó thì chúng ta không cần phải kiếm đồ che chắn, bởi vì nếu kiếm đồ che chắn thì vào bóng mát mà ngồi. Không ai cần chúng ta phải ngồi ngoài nắng rồi chúng ta sợ nắng, chúng ta che đầu che đuôi giống như sợ đen á, hoặc là sợ bị bệnh thì không cần thiết.
ngồi ngoài đó chúng ta sẽ có cảm thọ khốc liệt. Và như vậy nó sẽ thúc đẩy chúng ta hành thiền một cách tinh tấn hơn. Mồ hôi nó sẽ đổ ra, nó túa ra. Cái khổ cảm thọ sẽ trở nên khốc liệt. Được mô tả giống như là có ai đó mà nhúng chúng ta vào trong cái nồi nước sôi vậy đó. Cảm thọ khốc liệt. Và chúng ta có thể quán tưởng là cái thọ khổ khi ngồi ngoài nắng như thế này nó không là gì so với cái khổ dưới địa ngục. Cho nên chúng ta tiếp tục quan sát cái khổ, quan sát khổ thọ, kham nhẫn và quan sát khổ thọ. Nhớ tách rời thân ra khỏi tâm, tiếp tục quan sát khổ thọ. Khi đó chúng ta sẽ thấy rõ đặc tính của khổ và đặc tính vô thường. Vô thường ở chỗ nào? Trước đó khổ thọ này không có mặt, bây giờ khổ thọ này nó đã sanh diệt, nó đã sanh lên. Đó chính là sự vô thường. Và sự biến đổi không ngừng, nó càng ngày cái khổ thọ đó càng ngày càng mãnh liệt, nó biến đổi không ngừng. Và ở đây chỉ có khổ thọ đang có mặt chứ không có ai thọ khổ. Khi sư hướng dẫn như thế là dành riêng cho cá biệt một vài người. Muốn có sự thực hành quyết liệt hơn, tinh tấn hơn. Nhưng nhớ, chúng ta sẽ phải đối mặt với bệnh nha. Dân nắng nó cảm nắng, nó có thể bị bệnh. Và điều kiện y tế của khóa tu và của thiền viện rất hạn chế. Cho nên hãy cân nhắc cẩn trọng. Trừ khi nào chúng ta muốn gọi là một là chứng, hai là chết, thì chúng ta có thể áp dụng một cách rốt ráo. Còn không thì chúng ta có thể cân bằng. Một số vị khi bị bệnh đến gặp sư hỏi là bây giờ phải thực hành như thế nào. Sư nói là bởi vì sư đã hướng dẫn quý vị việc quan sát các cảm thọ rồi. Khi cơn đau có mặt, khi cái bệnh xuất hiện, nó tra tấn chúng ta, đơn giản quan sát cái khổ thọ đang có mặt. Khi cái bệnh nó thuyên giảm thì quan sát khổ thọ đang biến mất. Quan sát sự biến đổi không ngừng của khổ thọ. Lúc bây giờ căn bệnh là đối tượng để chúng ta quan sát. Nó không còn là một thứ gì đó đáng ghét, đáng sợ. Mà lúc bây giờ nó là đối tượng để cho ta quan sát. Khi có bệnh thì chúng ta uống thuốc hoặc sử dụng các phương pháp để chữa bệnh. Nhưng khi căn bệnh đó chữa hoài không khỏi thì trong thanh tịnh đạo có nói rằng lúc bây giờ chúng ta quyết định ta sẽ không là nô lệ cho mi nữa. Cho nên với những vị mà bị bệnh trở nặng thì đây chính là cơ hội để chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Cụ thể ở đây là sự quán thọ. Lúc bây giờ chúng ta xét thấy chỉ có khổ thọ đang có mặt. Khổ thọ thay đổi liên tục. Đây là khổ và đây là nhân sanh khổ. Nhân sanh khổ là gì? Do có tấm thân này, có tham ái. Cho nên đó là nhân sanh khổ. Sự diệt khổ là sự chấm dứt hoàn toàn nhân sanh khổ. Và con đường đưa đến sự diệt khổ chính là sự niệm
và sự tỉnh giác, ý thức rõ cái gì đang diễn ra dưới góc nhìn của tam tướng. Khi chúng ta có niệm và sự tỉnh giác là chúng ta đang thực hành con đường đưa đến sự diệt khổ. Cho nên lúc bây giờ, dù cho thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh, bởi vì tâm đang rất tỉnh táo, có niệm và sự tỉnh giác, nhiệt tâm tinh tấn quan sát cái bệnh. Chính vì lẽ đó, khi mà chúng ta bệnh, chúng ta không phải lo. Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, có những giai đoạn mà chúng ta có thể chứng đắc, dành cho những ai thường xuyên tinh tấn, có niệm và sự tỉnh giác. Đó là gì? Đó là trong các sinh hoạt ngày thường. Với một người tinh tấn thực hành chánh niệm, vị ấy hoàn toàn có thể chứng đắc bất cứ lúc nào. Có thể khi đang ngồi thiền, có thể khi đang đi kinh hành, có thể khi đang dùng trưa, có thể khi đang tắm rửa, có thể khi đang vệ sinh. Như một vị tỷ kheo ni già, khi đang rửa chân thì vị ấy nhìn thấy nước nó chảy từ trên cái bắp đùi của mình chảy xuống. Và vị ấy quan sát thấy rằng với một người không có niệm và sự tỉnh giác thì dòng luân hồi của người ấy sẽ chảy dài như là dòng nước kia vậy. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn xuất hiện và xác nhận đúng vậy. Với một người không có tu tập, dòng luân hồi của họ sẽ chảy mãi. Và vị tỷ kheo ni ấy phát triển trí tuệ quán, nhìn thấy rõ tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Vị ấy phát sanh sự nhàm chán đối với sự tái tục. Nhờ có nhàm chán, vị ấy ly tham. Nhờ ly tham, vị ấy giải thoát. Cho nên khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều nhìn với cái nhìn tam tướng. Nhờ như vậy đó, chúng ta có thể chứng đắc đạo quả bất kỳ lúc nào. Nhưng hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Bởi vì khi chúng ta thực hành một cách miên mật, có thể các ô nhiễm, các lậu hoặc không khởi lên, cộng với việc chúng ta nhiệt tâm tỉnh giác và niệm, thì chúng ta có thể nhầm tưởng là chưa chứng mà mình nghĩ là mình chứng rồi. Chính bởi vì như vậy, chúng ta nên luôn có vị thầy hướng dẫn để phòng khi chúng ta bị tăng thượng mạng, mình bị ảo tưởng chưa chứng mà mình chứng rồi. Đang đi thiền thấy hỷ lạc nó sanh khởi, tự nhiên bây giờ mình nhìn đâu cũng thấy tam tướng hết, nhìn đâu cũng thấy khổ vô thường vô ngã hết. Trí tuệ tự dưng phát sanh, những cái bài kinh, những giáo lý xa xôi tự nhiên bây giờ có thể nhớ, những vấn đề giáo lý khó hiểu tự nhiên bây giờ có thể hiểu. Vị ấy có thể tưởng là mình đã chứng rồi. Cho nên vị ấy cần một vị thầy để có thể khảo chứng và biết được tâm của vị ấy đã chứng đắc hay chưa. Như trường hợp một vị trưởng lão ở trong chú giải kinh Ví Dụ Tấm Vải, thì vị này thực hành thiền đạt đến tứ thiền bát định, có được thần thông. Và vị này liên tục giữ gìn chánh niệm, có được trí tuệ quán. Suốt một thời gian rất dài,
những ô nhiễm phiền não không khởi lên với tâm của vị ấy. Và vị trưởng lão nghĩ rằng mình đã chứng đắc đạo quả. Thì lúc bấy giờ vị học trò là ngài Nagasena, ngài đến và ngài hỏi là: thưa thầy, thầy đã chứng đắc đạo quả hay là chưa? Thì vị thầy nói: thầy đã hoàn thành phận sự cách đây mấy chục năm rồi. Đây là một cách nói của các vị tỷ kheo với ý nghĩa rằng vị thầy này đó đã chứng đắc đạo quả mấy chục năm trước rồi. Thì ngài Nagasena ngài mới bảo với vị trưởng lão là: bây giờ thầy hãy biến hiện ra một hồ sen. Vì thầy biến hiện ra một hồ sen, rồi người đệ tử lại nói: ngài hãy biến hiện một người phụ nữ xinh đẹp đang múa ở trên một bông hoa sen. Và thế là vị trưởng lão biến hiện ra một cô vũ nữ đứng múa trên bông hoa sen. Và người đệ tử lại bảo: bây giờ thầy hãy nhìn vào mắt của cô vũ nữ, hãy nhìn vào mũi, hãy nhìn vào gò má, hãy nhìn vào môi, hãy nhìn chi tiết vào cô vũ nữ. Vì thầy nhìn theo và phát hiện ô nhiễm tham dục từ bao nhiêu năm nay, bây giờ nó xuất hiện. Và vị này rúng động và phát hiện là mình vẫn chưa chứng đắc được đạo quả. Thế là vị này quỳ sụp xuống và xin người đệ tử hãy cho mình phương pháp tu để có thể chứng đắc được đạo quả. Người đệ tử đã hướng dẫn và vị thầy sau khi đi kinh hành vài bước đã ngay lập tức chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Có nghĩa là trong quá trình hành thiền, nếu như chúng ta nỗ lực tinh tấn, tỉnh giác và niệm, đôi khi chúng ta sẽ trải qua những trải nghiệm rất đặc biệt. Tuy nhiên cần phải tỉnh táo và cần một người thầy rành rẽ kinh tạng và sự thực hành, để vị ấy biết được là mình có chứng đắc hay là không, hay chỉ là do mình tăng thượng mạng chưa chứng mà tưởng là mình chứng rồi. Như hôm trước sư có nói, có một cái dòng thiền khá là vội vàng trong việc hướng dẫn thiền sinh, tức là vị thiền sinh khi lên trình pháp thì cái vị thầy ngay lập tức hướng dẫn vị ấy các phương pháp của người đã đạt được cận định. Thì vị hành giả mặc dù định vẫn chưa vững thì vị ấy vẫn hành theo. Khi vị ấy hành theo như thế lên trình pháp, vị thầy đã hướng dẫn các phương pháp dành cho vị chứng sơ thiền. Rồi khi vị hành giả thực hành theo, rồi khi đến trình pháp, vị thầy ấy thay vì cẩn trọng xem xét coi người đệ tử có thật sự chứng hay không, thì vị thầy ấy lại tiếp tục hướng dẫn phương pháp dành cho vị chứng nhị thiền, rồi tiếp tục như vậy cho vị chứng tam thiền, cho vị chứng tứ thiền. Thành ra đó, cho tới cuối khóa thì vị thầy ấy đã hướng dẫn người đệ tử thực hành đến tứ thiền bát định. Trong khi đó người đệ tử cái định chưa tới, nhưng thầy hướng dẫn như thế nào là thực hành theo như thế đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy những khóa tu nào, những nơi nào á mà
cái xác chứng, cái sở chứng của họ nhiều quá thì hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Có một vài khóa tu người ta tự hào là hướng dẫn tứ niệm xứ đã đi đến cái phần gọi là quán tiền nghiệp, và nói rằng hàng ngàn thiền sinh đã thấy được tiền nghiệp của mình, tức là thấy được kiếp trước của mình, thấy được tiền kiếp. Thì sư nghe sư chỉ cười. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta thực hành thiền quán mà đến việc, đến cái giai đoạn là quán tiền kiếp, rất cẩn trọng. Vì ấy quán đầu tiên là phải đạt đến tứ thiền trước cái đó. Là sư không nói đến chuyện tứ thiền, sư chỉ nói đến cái giai đoạn là quán tiền nghiệp. Khi vị ấy quán thấy cái gọi là tiền nghiệp của mình rồi, thì vị ấy sẽ đi gặp một vị sư bạn, một vị đồng phạm hạnh, nhờ vị đồng phạm hạnh ấy hoặc là nhờ vị thầy quán xem tiền nghiệp của mình là gì, tiền kiếp của mình là gì. Đương nhiên là không có lộ đề nha. Ví dụ như bây giờ vị tỷ kheo ấy quán thấy tiền kiếp của mình là một con gà mái có bộ lông màu vàng, vị ấy sẽ đến nhờ người bạn đồng tu hoặc là người thầy ấy quán xem tiền kiếp của mình là gì để xác chứng. Nếu như cái vị thầy hoặc người bạn đồng tu quán thấy rõ chi tiết cũng y như mình, tức là con gà mái có bộ lông màu vàng và con gà mái đó sống trong bầy gà, ví dụ như bầy gà có 10 con và con gà mái đó đẻ được 5 lứa, mỗi lứa có lứa thì 10 trứng, có lứa 15 trứng, tức là đầy đủ cả chi tiết, không lệch một chút xíu nào, thì như vậy mới xác chứng được là vị này đã thấy được tiền kiếp. Còn nếu như có sai lệch, ví dụ như người thầy hoặc người bạn quán cái người này đó mà thấy là tiền kiếp của người này là một con dê, là ngay lập tức biết là một trong hai người phải có một người sai. Khi đó hai vị ấy sẽ phải đi tìm vị thứ ba có khả năng quán tiền kiếp để xác chứng xem coi là tiền kiếp của vị này rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên là giấu đề nha, không cho biết kết quả. Nếu như vị này á thấy tiền kiếp là con dê giống với những chi tiết của cái vị thứ hai đó, thì có nghĩa là vị đầu tiên vẫn chưa thể quán được tiền kiếp. Còn nếu như thấy là con gà với đầy đủ chi tiết thì vị thầy có vấn đề, hoặc cái người bạn đồng tu đó có vấn đề. Còn nếu như cái người thứ ba thấy là một con gà trống, tức là ba người đó phải có một người sai, hoặc cả ba người cùng sai, thì khi đó lại tiếp tục đi tìm vị thứ tư. Nói như vậy để quý vị thấy rằng việc quán tiền kiếp cần phải cẩn trọng dữ lắm, đối chiếu chéo, đối chiếu qua lại để xem như thế nào. Chứ đâu có cái kiểu mà thiền sinh coi như là hơn 50%, 70% thấy được tiền kiếp mà không ai xác chứng đúng hay sai. Mà có khi lên trình bày với thầy, nói thầy ơi, con quán xét thấy tiền kiếp con là con sư tử. Ông thầy gật đầu, thầy cũng thấy tiền kiếp con là con sư tử. Lộ đề mất tiêu rồi còn đâu. Mình phải giấu, nói là bây giờ con quán thấy tiền kiếp của mình á, mà bây giờ thầy quán lại cho con là con có đúng như vậy hay không. Ông thầy mà ngon lành ông sẽ quán ông thấy. Còn ông thầy không ngon lành đó, nói đâu con quán sao con nói thầy nghe. Cho nên hãy vô cùng cẩn trọng trong khi chúng ta hành thiền. Đó là lý do mà
Sư ở đây sư hướng dẫn quý vị nền tảng Đức Phật đã dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ như thế nào, và cả trong chú giải. Khi chúng ta có nền tảng rồi đó, quý vị thực hành đạt được những kết quả. Rồi sau đó, đó muốn thực hành thâm sâu thì sẽ đưa quý vị sang Miến Điện, đi đến những trường thiền lớn với những vị thầy có kinh nghiệm đàng hoàng, hướng dẫn chúng ta đi nó thâm sâu và nó chắc chắn hơn. Chứ còn mà chúng ta vội vàng hoặc là bất cẩn thì chết. Chủ trương của sư là hướng dẫn quý vị chắc chắn tránh tối đa sự sai lầm. Cho nên ngày hôm qua sư có nói rằng có lý do chứ không phải không có lý do mà một số vị thiền sư, một số dòng thiền hướng dẫn thực hành quán niệm hơi thở dựa trên điểm xúc chạm. Nhưng do chủ trương của sư là thực hành đúng theo kinh tạng, cụ thể ở đây là theo bài kinh Tứ Niệm Xứ lẫn chú giải, theo Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và theo Vô Ngại Giải Đạo hoặc là Phân Tích Đạo Patthisamuppada, để hướng dẫn chúng ta một cách gọi là nguyên thủy nhất. Thành ra phải tránh điểm xúc chạm đi. Rồi sau khi quý vị quan sát được điểm hơi thở mà tránh điểm xúc chạm á, mình có được cái nền rồi, khi đó mình đi qua chỗ khác, người ta chỉ mình thực hành quán hơi thở dựa trên điểm xúc chạm là mình biết ngay, à vị này đang nghiêng về quán thọ. Tại vì vị ấy có chủ ý muốn cho cái thọ đó nó sanh khởi mãnh liệt để sau đó quán thọ được tốt hơn, thì như vậy mình sẽ ổn hơn. Còn khi mà sư đi theo cái gọi là cái cá nhân thì mình sẽ chết. Tại vì 10 khóa thiền mà 10 ông theo cái cá nhân rồi là chúng ta có 10 phương pháp hành thiền rồi, chúng ta không có cách chi mà chúng ta dung hòa được. Quý vị mà tham gia nhiều khóa thiền, quý vị sẽ thấy mỗi một dòng thiền lại hướng dẫn một phương pháp khác nhau. Thành ra chủ trương của sư là cho quý vị một cái ly nước trắng thuần túy và thuần khiết, rồi sau đó ai muốn bỏ màu vào trong đó thì bỏ. Quay trở lại cái vấn đề nãy giờ chúng ta đi, như là đi nó hơi xa quá, là lý do tại sao mà chúng ta phải thực hành chánh niệm. Đó. Là khi chúng ta thực hành chánh niệm như vậy, trong ngày thường á, trong các sinh hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể chứng đắc bất kỳ lúc nào. Như hồi nãy sư ví dụ vị tỷ kheo ni rửa chân cũng là cơ hội để chứng đắc đạo quả. Hoặc như ngài Ananda khi ngài nghiêng người, ngài chuẩn bị ngài nằm ở trong một cái oai nghi, không phải ngồi cũng không phải nằm, thì ngay lập tức vị ấy chứng đắc đạo quả. Cho nên chúng ta hãy thực hành giữ gìn chánh niệm bất kỳ lúc nào. Ở Phật giáo Nguyên Thủy thì không giống thiền tông ở chỗ là kể quá nhiều về sự chứng đắc. Để chi? Để tránh chúng ta ảo tưởng rồi mình cứ cái kiểu mà phá ngã phá chấp, trong khi đó chúng ta chưa thực hành tới đâu hết trơn á. Nó rất là nguy hiểm. Giống như một người trong cái bài kinh Trung Bộ, ví dụ chiếc bè đó, có một cái ví dụ là như người đi bè lên tới bờ thì phải bỏ lại chiếc bè để bước lên bờ,
chứ vị ấy không thể nào khiêng cái bè lên trên bờ. Cũng vậy, chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Nhiều người nghe mê quá, mê chết, bỏ chánh pháp, trong khi đó phi pháp chưa chịu bỏ. Ý của Đức Phật là ngay cả chánh pháp tới cái bước cuối cùng còn phải bỏ, thì tại sao bây giờ phi pháp các ông không chịu bỏ? Mà người nghe hiểu sai đó. Phi pháp không chịu bỏ, lo bỏ chánh pháp trước rồi. Cũng giống như bè thì lên tới bờ thì bỏ bè để lên bờ, nhưng bè còn đang lên đến giữa biển á, chưa tới bờ lo nhảy xuống nước rồi. Cho nên cái người chết đuối nhiều lắm. Cho nên khi hành thiền chúng ta phải cẩn thận. Đúng là khi chúng ta giữ gìn niệm và sự tỉnh giác, nhiệt tâm tinh tấn, chúng ta có thể chứng đắc bất kỳ lúc nào. Nhưng nó phải theo lộ trình. Phật giáo Nguyên Thủy không có cái kiểu là hốt nhiên đại ngộ thì không có. Đây là cái điểm khác biệt. Cái nguyên nhân thứ hai, Đức Thế Tôn nói chúng ta phải nỗ lực, nhiệt tâm, tỉnh giác và niệm. Đó là khi chúng ta bệnh, chúng ta có thể chứng đắc bất kỳ lúc nào. Nghĩa là khi bệnh, chúng ta quan sát cái khổ của bệnh, từ đó chúng ta lấy cái bệnh làm đề mục để chúng ta quan sát tam tướng. Nhìn cái bệnh, nhìn cái khổ của bệnh, chúng ta thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Con đường đưa đến sự chấm dứt khổ chính là nhiệt tâm, tỉnh giác và niệm, quan sát thọ khổ, thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã trong cái khổ thọ đó. Chúng ta nhìn vào cái thọ khổ của bệnh, đây là khổ nè, đây chắc chắn là khổ rồi. Rồi cái sự vô thường là nó biến đổi liên tục. Ngay cả cái khổ của bệnh ấy, nó thay đổi liên tục, nó không có ở yên một chỗ, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi cường độ của khổ. Rồi khi cái khổ nó vắng mặt, cái lạc nó có mặt, mà cái lạc nó có mặt chỉ là sự tạm thời chuẩn bị cho một cái khổ tiếp theo. Rồi vị ấy nhìn thấy ở đây ấy, chỉ có sự khổ của bệnh, chứ không có ai bệnh khổ. Có vị hỏi sư, quan sát như vậy rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Chúng ta liên tục duy trì sự nhận thức đó. Nhớ nha. Liên tục duy trì sự nhận thức đó, tức là liên tục duy trì sự quan sát cái khổ, thấy rõ tam tướng trong đó. Liên tục duy trì sự quan sát như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội chứng đắc đạo quả. Nếu, đương nhiên phải mở ngoặc, nếu ba la mật đầy đủ, nếu như vị ấy khi bệnh mà vẫn chưa chứng đắc được đạo quả, thì khi vị ấy cận tử, vị ấy có thể chứng đắc được đạo quả. Khi cận tử, chúng ta có thể thấy được nghiệp tướng hoặc thú tướng. Nghiệp tướng nghĩa là chúng ta thấy được các cái nghiệp quá khứ chúng ta làm. Với một vị hành giả cả một đời vị ấy thực hành chánh niệm, thì vị ấy sẽ thấy những sự chánh niệm, những ngày tháng thực mình đã thực hành chánh niệm, mà được người ta mô tả nó giống như khi mình gần chết, nó có một cái thước phim quay chậm cuộc đời của mình.
thì người thế gian họ không hiểu đạo thì họ mô tả như vậy. Còn đối với đạo Phật thì đó chính là cái nghiệp tướng. Nghĩa là ngày thường á mình làm cái gì lúc bấy giờ nó quay lại. Tuy nhiên nếu như chúng ta lỡ làm ác hoặc có một cái gì đó mà nó khiến chúng ta dây dứt thì nó sẽ là cái nghiệp tướng bất thiện. Ví dụ như mình lỡ mình giết heo nè, mình thiến trâu thiến bò nè, mình lỡ ngoại tình nè, như trường hợp bà Malika. Cả một đời bà làm phước, bà làm phước rất nhiều, cả một đời bà làm thiện, nhưng chỉ vì một lần trót dại lỡ ngoại tình, tới hồi cận tử bà cái nghiệp tướng xuất hiện á, bà không nghĩ đến những cái việc lành năm xưa, những việc bố thí nè, giữ giới nè, hành thiền các thứ, bà không nghĩ. Bà chỉ ăn năn ray rứt mỗi một việc là ngày xưa mình lỡ dại, mình trót ngoại tình, ăn năn hoài, bởi vì không dám sám hối với chồng. Cho nên một số vị mà lỡ ngoại tình nói đến thưa với sư, sư đều khuyên đi sám hối với người bạn đời của mình, đi xin lỗi đi. Rồi cái người bạn đời của mình á, muốn quyết định ra sao thì mình đều chấp nhận. Muốn ly hôn thì ly hôn, mà muốn trừng phạt thì trừng phạt, mình chấp nhận hết. Bởi vì sao? Sau đó nó sẽ hết, xong chuyện. Còn nếu mình không giải quyết á, nó có thể trở thành cận tử nghiệp của mình. Cả một đời làm thiện làm phước, cái ký ức về cái việc ngoại tình mà chưa sám hối đó, nó trở thành cái trạo hối, và nó làm cho bà Malika làm phước cả một đời mà phải đi xuống địa ngục. Cho nên nếu như chúng ta có làm cái nghiệp gì á, sám hối được thì nên sám hối. Ví dụ như cái nghiệp đó chúng ta làm người khác tổn thương ấy, thì mình phải đến, nên đến mình xin lỗi người đó. Cái lý do mà chư tăng thường xuyên sám hối với nhau ấy, là để cho cái giới hạnh được trong sạch. Tránh như trường hợp một vị tỷ kheo ấy, ở trong chú giải pháp cú, vì lỡ làm đứt một cái lá mà do sống ở trong rừng á, suốt đời không có cơ hội gặp được một vị tỷ kheo khác để sám hối. Đến khi cận tử, vị ấy xét giới hạnh của mình trong sạch, chỉ trừ cái việc là mình lỡ làm đứt lá chưa kịp sám hối, trạo hối xuất hiện và vị ấy sanh làm loài rồng, tức là một loài súc sanh. Chứ thay vì với cái nghiệp đó thì sanh làm chư thiên. Hoặc có hai vị đại lực giả xoa được nhắc tới trong kinh Asa Năng Chi. Năm xưa cũng tu hành ngon lành lắm, nhưng mà do trong một lần là phân xử mà lỡ thiên vị ấy, thì cái thiên vị đó làm cho hai vị này ấy nấy ray rứt. Bởi vì cái người mà bị thiên vị là một người tu hành đàng hoàng và có lòng nghĩ cho đạo, mà hai vị này lỡ nhận quà rồi, cho nên là thiên vị. Thì khi cận tử hai vị này ấy nấy ray rứt, và thay vì với cái nghiệp mà tu hành có thể sanh thiên hoặc giải thoát, thì hai vị này trở thành hai con giả xoa. Cho nên khi cận tử chúng ta phải đối diện với nghiệp tướng. Và cái thứ hai là chúng ta đối diện với thú tướng. Thú tướng là những cái cảnh giới, những hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy do chúng ta chuẩn bị tái sanh về đó. Ví dụ như người làm ác nghiệp chuẩn bị đi xuống địa ngục,
thì vị ấy có thể thấy cảnh là lửa địa ngục nó bốc lên nó cháy. Cách đây cũng vài năm, sư có đi dự đám tang của một cô tu nữ. Thì cái cô này đó, thì đương nhiên là cổ nằm trong hòm rồi, nhưng mà những sư cô mà khi tụng kinh xong ngồi uống nước á, thì sư cô mới kể cái lúc mà trước khi chết chừng khoảng 1 tuần á, đêm nào á, cái cô tu nữ này cũng khỏe lắm, không biết bệnh sao mà khỏe dữ lắm, cầm con dao đi sòng sọc đi trong hành lang rồi đi lên trên trên lầu á. Thì mấy mấy sư cô thì cũng sợ, hỏi sao già rồi, bà tu nữ thì bà già rồi, thì hỏi sao vậy, thì bà này mới nói thấy mấy con quỷ cầm con dao đuổi nó ra ngoài. Thì khi mà sư nghe như vậy sư lắc đầu, tại biết là cảnh giới của cái cô tu nữ này cổ tái sanh đi về đâu rồi, tại vì cổ thấy cái thú tướng, tức là thấy những cái đồng loại của mình, thấy thú tướng. Nói để cho quý vị thấy là ngay cả những vị tu sĩ thì vẫn có khả năng sa đọa như bình thường. Bởi vì ai biết trong cái đời, cả đời của mình làm bao nhiêu nghiệp thiện ác đâu, chỉ có chính vị ấy biết. Hoặc như cái trường hợp mà sư nói cái người bạn của sư đó, khi mà cận tử thì rên xiết như là heo vậy đó. Mà hồi xưa làm nghề đồ tể giết heo thì ở đây không có con ma heo nào nhập hết, mà bởi vì cái lửa địa ngục nó thiêu á, và vị ấy than khóc, mà than khóc như là cái tiếng heo kêu. Rồi cũng có vị á, thì một đời làm phước, cho nên là có lần người nhà lên hỏi sư nói là ba con một đời làm phước, thì trước lúc ba con mất thì ba con có nằm mơ thấy chư thiên, thì con không biết là rốt cuộc ba con tái sanh về đâu. Thì sư cũng chỉ nói là sư không có thần thông để biết cô ạ. Nhưng mà nếu như ba cô làm phước mà thấy những cảnh lành thì mình có thể mừng cho ông cụ, là khả năng rất lớn là ông cụ có thể đi về cõi lành. Hoặc như trường hợp ông Bá Hộ trong chú giải Pháp Cú, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, hắn vui hắn làm phước sanh cõi trời vui hơn. Nói về một vị trưởng giả đó, một đời bố thí cúng dường, đến khi mà cận tử thì thấy những cái xe của các cõi trời đó về tranh nhau mà rước mình lên. Cho nên khi chúng ta cận tử thì chúng ta có thể thấy cái thú tướng. Khi cận tử chúng ta thấy hai tướng là nghiệp tướng hoặc thú tướng. Trong hai trường hợp đó, nếu như chúng ta thấy nghiệp tướng lành hoặc thú tướng lành thì thôi để qua một bên, không nói nữa. Nhưng nếu như chúng ta thấy nghiệp tướng dữ hoặc thú tướng dữ thì như thế nào? Thứ nhất, nếu như chưa chết hẳn, còn sống á, chưa chết hẳn chỉ đang hấp hối thôi, biết bệnh nặng không qua khỏi, nghiệp tướng và thú tướng nó đã bắt đầu xuất hiện rồi, thì thỉnh chư tăng tới nhớ giùm sư, hoặc là về dặn con cháu mai mốt thấy ba thấy má thấy con mà nhắm không ổn không qua khỏi, thỉnh chư tăng tới. Không phải thỉnh chư tăng tới để tụng kinh cầu siêu hoặc cầu an, không phải. Sư biết có một vị sư mát tay lắm, đi tụng bệnh nặng mà đi tụng cầu an là tụng đám nào chết đám đó, tụng xong đi ra là người trong người bên trong là ra đi thanh thản. Thỉnh chư tăng tới để làm cái gì? Thứ nhất để sám hối,
Có những cái lỗi nào mà hồi xưa tới giờ đó thì lo mà sám hối để mình không có bị những cái nghiệp tướng nó làm cho mình ăn năn ráy rứt. Cái thứ hai là sinh thọ tam quy và ngũ giới. Sư thấy một vài vị ghi chép rất đúng. Tại vì á, thường thỉnh chư tăng tới không phải vị sư nào cũng nghĩ đến chuyện này, cứ đè người bệnh ra mà tụng kinh thôi. Thì sư không khuyến khích cái đó. Nhiều khi người ta mệt muốn chết luôn á mà cứ đè ra tụng kinh. Đầu tiên thỉnh tới đó là để mình sám hối, thứ hai là để mình thọ trì tam quy và ngũ giới, để cho mình có cái giới trong sạch. Đây là cái rất quan trọng. Rồi sau đó đó, cái người mà cận tử á, nhớ nha, mình có tài sản cái gì mà mình đi cúng dường được thì lo cúng dường ngay. Nó thảm nhất á là cái chuyện mà mình biết con cháu mình là cái thứ mà nó không biết làm ăn, không biết làm phước, không biết tu hành, không có cái gì hết trơn, mà vì lòng luyến ái mình để lại tài sản cho nó để nó phá cho bằng hết, nó ăn chơi hết, mà bây giờ mình lại không có cái, lại không chịu đi làm phước. Nó có nghiệp của nó mà mình gần chết đến nơi rồi thì mình nên lo nghiệp của mình. Nó có một cái chuyện nó vui lắm. Lâu lâu thì có khi là người nhà cũng đem đồ tới cúng dường cho chùa mà đồ cũ thôi. Cái lý do là nhà có người mới chết, cái giường ta nằm giờ nhà nằm nó ớn quá đem bỏ uổng, đem cúng dường cho chùa. Cái ghế salon xịn xịn, hồi ông cụ ổng còn sống ổng mê ngồi cái ghế đó lắm, ổng nằm ngủ trưa ổng cũng ngủ trên cái ghế đó, giờ ổng chết rồi nhìn cái ghế nó cũng ớn quá, thôi tặng cho chùa, đại loại vậy đó. Sư thấy lạ hay vậy nè, người ta thấy mấy cái đó người ta ớn người ta tặng cho chùa, mà cái nhà đó đâu ai tặng đâu, rõ ràng cái nhà người ta sống ở đó người ta chết ở đó, đâu ai tặng cái nhà cho chùa đó. Tức là cái gì mà nó rẻ tiền, nó rẻ tiền mà mình ớn thì mình cho chùa, còn cái gì nó mắc tiền thì mình giữ lại. Ngay cả cái xe cũng vậy đó, cái xe đó cũng có tặng cái xe cho chùa đâu. Cho nên á mình khôn lắm, sợ mà sợ khôn chứ đó. Thành ra khi mà mình cận tử mình thỉnh chư tăng tới ha, sám hối nè, giữ giới nè, thọ trì quy giới nè, bố thí cúng dường nè, và xin chư tăng nhắc nhở cho con cái để con tu, con gần chết rồi. Thì nếu như á quý vị là thiền sinh mà sư xuống sư gặp quý vị là biết cái tay này đã tham dự vài khóa thiền của mình rồi, thì khi đó sư sẽ nhắc nhắc cái gì? Quan sát cảm thọ. Ở đây chỉ có thọ khổ đang có mặt chứ không có ai thọ khổ. Cái khổ là vô thường, đây chính là khổ. Nhớ giùm cái đây, chỉ có cái khổ đang có mặt chứ không ai thọ khổ. Hãy biết chán sợ cái tấm thân này, bỏ đi ha. Nhớ giữ gìn niệm và sự tỉnh giác. Nếu như mà cái người đó là đã thực hành là vài khóa thiền rồi, sư xuống nhắc là sư thấy yên tâm. Chứ còn mà ngày thường không tu gì hết mà tới hồi hấp hối thì nói chứ muốn chư tăng xuống giúp thì cũng khó giúp dữ lắm. Cho nên đó là lý do mà Đức Thế Tôn nói cái giờ phút lâm chung á là một cơ hội để cho chúng ta gọi là chứng đắc đạo quả. Bởi vì giờ phút đó chúng ta buông hết. Bình thường chúng ta niệm buông đúng không? Tới đó không muốn buông cũng phải buông, buông hết. Bởi vì nếu như chúng ta còn dính mắc bất kỳ cái gì là chúng ta sa đọa ngay. Có vị tỷ kheo, vị ấy có một bộ y mới chuẩn bị đắp lên người rồi,
ngày mai tính ngày mai mặc á, mà tối đó chết uổng quá, y mới chưa kịp mặc vì ấy tái sanh vào con làm con rệp ở trong cái y. Rồi có vị tỷ kheo á, có cái bụi mía sau hè đó ăn ngon quá, tới hồi chết rồi uổng mía nó bắt đầu tới mùa nó chín rồi, thì thế là vị ấy chết và tái sanh làm con sâu ở trên cây mía. Thành ra đôi khi sư đến nhà, những nhà có đám tang á, sư nói ở trong nhà trong vòng 7 ngày đừng giết một con gì trong nhà. Con kiến cũng không nên giết, con nhện cũng không nên giết, con gián cũng không nên giết. Tại sao? Đôi khi người thân của mình còn dính mắc với cái nhà, với vợ, với chồng, với con, với cái, với người thân ở trong nhà. Chết rồi đầu thai là một cái con gì đó trong nhà. Thành ra là chúng ta phải tránh. Rồi quý vị biết khi mà chúng ta nuôi chó, có những con chó đẻ ra trong nhà từ nhỏ tới lớn nó quấn quýt mình dữ lắm. Đó là thân người thân của mình ấy. Nhưng mà do có cái luyến ái không đầu thai được làm người mà phải làm sanh làm kiếp thú. Thành ra là khi cận tử chúng ta phải buông hết nha. Buông hết, dính cái gì là mình đọa cái đó, cho nên phải buông hết. Và mình tiếp tục quán tưởng đây là thọ khổ. Chỉ có thọ khổ có mặt chứ không có ai thọ khổ. Liên tục quan sát như vậy và mình sẽ đi đến cái sự nhàm chán. Do đâu mà có khổ thọ này? Do có thân. Do đâu có thân? Do phải đi đầu thai. Mà do đâu đi đầu thai? Là do nghiệp quá khứ. Do nghiệp quá khứ cho nên đi đầu thai để rồi phải có tấm thân này. Nhờ vì có tấm thân này cho nên bây giờ mình mới phải đau chết như thế này. Mà bây giờ mình không chánh niệm và tỉnh giác, mình sẽ lại tiếp tục đi đầu thai nữa. Nó chán lắm rồi. Và khi chúng ta giữ gìn cái suy tưởng như thế, sự gọi là cái trí tuệ quán như thế đó, chúng ta hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả ngay phút chót. Mà nếu như Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi, nếu như khi chúng ta cận tử mà chúng ta vẫn chưa chứng đắc được đạo quả, thì khi chúng ta sanh về cõi trời, chúng ta hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả. Bởi vì hiện tại ở cõi trời chư thánh đầy ở trên đó. Thứ nhất là các vị trời vào thời Đức Phật á, là các vị đó đã chứng đắc đạo quả và ở trên đó rồi. Đạo Phật của chúng ta 2500 năm, mà 100 năm cõi người bằng một ngày một đêm cõi Đao Lợi, thì như vậy 2500 năm là ở cổ Đao Lợi chỉ mới gần tháng à. Tức là ở trển, đối với các vị trời ở trển, Đức Thế Tôn mới viên tịch có chưa tới 1 tháng nữa, chưa tới 30 ngày. Thì chúng ta lên trên đó gặp chư thánh đông nghịch ở trên đó. Và nếu như chúng ta có lòng tu, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thực hành ở trên đó. Ở trên cõi trời Đao Lợi thì mỗi nửa tháng thì vua trời Đế Thích, bây giờ là vị sơ quả rồi, đừng coi thường sơ quả nha, tại vì mình còn phàm mà. Vua trời Đế Thích là vị sơ quả sẽ có giảng pháp. Hôm nào mà vua trời Đế Thích không giảng pháp thì sẽ thỉnh một vị trời ở cõi khác xuống giảng pháp, hoặc là một vị Phạm Thiên xuống giảng pháp. Mà Phạm Thiên á, thì vị ấy hoàn toàn có thể là vị tam quả A-la-hàm hoặc một vị tứ quả A-la-hán. Tại sao có tứ quả A-la-hán? Là có những vị thánh sơ nhị tam quả lên trên trời tu chứng tứ quả nhưng chưa đến tuổi nhập niết bàn, tuổi thọ vẫn còn, cho nên là các vị ấy vẫn còn tồn tại và là một vị A-la-hán. Thành ra đó,
ở cõi người mình thì chánh pháp nó điêu tàn, nhưng mà lên cõi trời chánh pháp vẫn còn rất thịnh ở trên đó. Cho nên khi chúng ta chưa chứng đắc được đạo quả, khi chúng ta cận tử thì chúng ta có thể chứng đắc đạo quả khi sanh về cõi trời. Nhớ là sanh về cõi trời nhé, chứ còn mình tu cà chớn mình rớt xuống dưới thì không ai cứu nổi. Chính vì lẽ đó chúng ta hãy nỗ lực giữ gìn sự tinh tấn có niệm và sự tỉnh giác. Và như sư nói đó, trong tất cả các oai nghi hãy thực hành chánh niệm. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.